Nếu bạn là một người có gò má cao, khuôn mặt có thái dương lõm và chưa biết cách trang điểm, thực tế bạn mới hơn 20 nhưng trông như đã hơn 40 tuổi, thì bạn nhất định phải học cách làm đẹp cho gương mặt hình thoi này. Đây là hướng dẫn dành cho các bạn chưa biết trang điểm. Video này khá dài, nhưng tôi tin rằng nó sẽ làm thay đổi khuôn mặt của bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ việc chăm sóc da, trang điểm và làm tóc để bạn hiểu rõ ràng. Trước tiên, nếu da bạn khá khô, hãy xịt nước nhiều lần trước khi trang điểm. Đối với da khô quá, hãy chọn loại nước dưỡng có độ nhờn cao. Ở những vùng da dễ bong chóc hai bên cánh mũi, vùng trán và cằm nổi mụn, mát đến xa để da hấp thụ, nhẹ nhàng ấn vào da, không để da hấp thụ hết mà nên lau sạch. Nhiều bạn mới thường bị bết dính sau khi trang điểm, chỉ vì việc chăm sóc da trước trang điểm quá phức tạp, cảm giác da nhẹ nhàng dính chút là được. Có thể chọn một trong hai, kem chống nắng hoặc kem lót, không cần sử dụng quá nhiều, vì nếu quá nhiều sẽ dễ bết dính sau đó. Sau khi thoa kem chống nắng, hãy đợi nó khô rồi mới tiếp tục trang điểm, đảm bảo bạn hoàn thành từng bước một. Trước khi thoa phấn nền, như vùng quầng thắm mắt này, mụn và khuyết điểm, hãy che chúng trước tiên. Màu sẫm như vậy để che phủ mụn và các khuyết điểm này, như vùng quầng thâm thì sử dụng màu hồng sẫm, màu trắng được gọi là màu làm sáng, nó được sử dụng để làm sáng vùng bị lõm. Hãy sử dụng một lượng nhỏ nhiều lần, bạn có thể thử trên cánh tay. Khi màu da nhạt đi một chút, bạn có thể thoa lên. Khi che vùng quầng thâm mắt, hãy tránh vùng mi dưới, đừng che phủ quá mức và làm mất đi vùng mi dưới. Các bạn mới học thì khi dùng cọ như này sẽ không trải đều, vì vậy bạn có thể dùng tay trực tiếp, nhiệt độ của tay sẽ giúp bạn làm mỏng hơn. Sau đó chọn một cây cọ đầu tròn như này, lấy một ít màu da sẫm chấm lên mụn trứng cá của bạn và các khuyết điểm như vết thâm và nám, một lớp che phủ bền chặt trên khuôn mặt của bạn. Hãy chờ nó khô một chút, đã đạt độ che phủ này thì tốt rồi. Về phần làm sáng, sau khi đánh phấn nền, chúng ta sẽ tiếp tục trang điểm nền. Đối với phấn nền, bạn có thể dùng loại phấn nền lỏng như này hoặc có thể dùng loại phấn nền dạng cu sừ như này, một lớp mỏng vừa đủ, tránh vùng đã che phủ trước đó, tán đều lên vùng trán và má. Ở vùng cánh mũi, hãy vỗ nhẹ để phấn thẩm thấu, có thể làm ẩm một chút để tán đều, bắt đầu từ vùng trung tâm của khuôn mặt. Như vậy, lớp nền trang điểm sẽ có chiều sâu. Những sản phẩm này ít khi cần nhiều, bạn có thể mua qua link trong page của mình. Sau đó, lấy một ít phấn để làm sáng, hãy cúi đầu để tìm vùng lõm gần mắt của bạn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vùng nếp nhăn mũi và miệng. Sau đó, sử dụng phấn phủ mờ vùng cần thiết để tạo độ bám cho trang điểm. Điều này giúp giảm sự phản chiếu trên khuôn mặt của bạn. Kết quả là khuôn mặt của bạn sẽ trông đều hơn một chút. Khi làm việc định hình trang điểm, hãy vỗ đều phấn trên bông phấn màu, hoặc bạn có thể gập lại bông phấn của mình. Sau khi phấn đều, hãy bắt đầu từ hai bên gò má và từ từ tán đều phấn lên. Cuối cùng, hãy nhẹ nhàng tán phấn dư trên bông phấn lên mí mắt và vùng dưới mắt nơi dễ bị lem phấn, đồng thời chú ý đến những vị trí dễ bị lem phấn. Như vậy, trang điểm của bạn sẽ không bị lem và không tạo vết bẩn. Đối với những bạn có môi khô, hãy nhớ thoa một lớp dưỡng môi. Và đối với những người mới học vẽ chân mày, hãy chú ý 3 điểm quan trọng: 1. Lựa chọn sản phẩm. 2. Lựa chọn công cụ. 3. Xác định hình dáng chân mày. Đối với người mới học, tôi khuyên bạn nên sử dụng phấn mày loại này, nó sẽ dễ sử dụng hơn. Chọn một cây cọ có đầu nhọn. Khi vẽ chân mày, chúng ta có chân mày, đỉnh mày và đôi mày. Hãy nhớ rằng phần trên của chân mày nên nhạt hơn phần dưới và phần sau nên đậm hơn phần trước. Đường đầu tiên phải được vẽ ở phần dưới của chân mày, ở 1/2 chỗ cao nhất của chân mày. Hãy vẽ hình dáng chân mày của bạn, sau đó vẽ hình dáng chân mày. Để tìm hiểu sâu hơn về hình dạng chân mày, tôi sẽ làm một video về nó. Khi vẽ đến phần đầu mày, đừng lấy thêm phấn mày, sử dụng cọ để tán phấn, sử dụng màu phấn còn lại để tạo sự chuyển tiếp. Giống như trường hợp khuôn mặt hình thoi của chúng ta, đôi mày của bạn nên kéo dài một chút, dùng cọ để tán phần đầu mày. Điều này có vẽ chân mày có vẻ đơn giản và nhanh chóng phải không? Nếu trang điểm mắt không tốt, bạn nhất định phải chú ý đến sản phẩm của bạn. Đừng sử dụng các màu đỏ lớn, tím lớn như thế này, hãy vứt hết chúng đi. Muốn trang điểm mắt của bạn không chỉ sạch mà còn giảm sưng, hãy chọn các sản phẩm có độ bám và chống nước thấp như này. Sử dụng sản phẩm tạo khối lỏng trước khi định hình mặt, sử dụng phấn tạo khối sau khi định hình mặt. Tôi khuyên người mới không nên sử dụng sản phẩm tạo khối lỏng, vì nếu vô tình làm bẩn, nó khó rửa sạch. Lấy một lượng nhỏ sản phẩm tạo khối và dùng nhiều lần để lấy đều. Để giảm lượng phần bám, bạn có thể gõ vào thành hộp, dùng cây cọ vẽ một đường dưới lông mày, nối nó với góc mắt của bạn. Ở đầu mũi, chúng ta vẽ một chữ V nhỏ, sử dụng phấn tạo khối còn lại trên cây cọ để làm mờ nó đi. Sử dụng phấn tạo khối mờ để làm sáng sống mũi của bạn. Điều này sẽ tạo ra một cái mũi sạch và nhỏ gọn. Hãy nhớ không nên tô sáng cả vùng ngoài của khuôn mặt, tìm đến điểm cao nhất của gò má ngoài vùng đó. Hãy di chuyển nó từ vị trí trên đường này đến viền tóc. Tiếp theo, hãy rút gọn hàm bên trong bằng cách co hàm. Điều này sẽ không làm nó trông bẩn. Bước quan trọng nhất là với phấn tạo khối đậm nhất, hãy quét lên từ điểm nổi bật nhất ở góc hàm dưới cùng phía này. Đừng dùng một cây cọ mắt để làm tất cả việc. Tôi đề xuất mọi người chọn 3 cây cọ. Đối với những người có bọng mắt, bắt đầu bằng việc áp màu nền. Đơn giản chỉ cần lấy một màu nền và tán đều trên toàn bộ mí mắt. Sau đó, lấy một cọ và nhấn nhẹ để làm đều màu trên bầu mí mắt. Làm phẳng đầu cọ, lấy một màu mắt đơn lẻ và tán đều trên toàn bộ mí mắt. Sau đó, sử dụng một màu mắt lớn để tô vào vùng này. Có thể chọn một màu nâu đất, màu xám nhạt. Sử dụng màu này để làm sáng vùng giữa mí mắt. Sau đó, sử dụng nó để làm sâu vùng dưới mí mắt. Với cách trang điểm này, mắt sẽ trở nên sạch sẽ và giảm sưng. Nó hoàn toàn phù hợp cho trang điểm hàng ngày. Tiếp theo, hãy sử dụng kẹp mi, đảm bảo rằng tấm kẹp của cây kẹp mi gắn chặt vào mí mắt, dán chặt vào mí mắt của chúng ta. Cách làm này sẽ tạo ra mi cong như hoa hướng dương. Sau đó, nhấn nhẹ kẹp mi từ từ và uốn lên. Khi sử dụng mascara, hãy chốt lên theo hình chữ C. Điều này sẽ không gây ra cảm giác chân ruồi và mi sẽ rất cong vút. Nếu như mi của bạn thưa thớt như tôi, bạn có thể chọn sản phẩm này. Vì khớp gốc mi của bạn, hãy nhấp nháy nó một chút. Người mới không thể điều chỉnh bút chì lông mày lúc này, hãy dùng bút gel eyeliner trực tiếp dọc theo mép mắt. Hãy kéo một đường ra phía ngoài trước. Thường thì nếp nhăn mắt chỉ chiếm 1/2 kích thước mắt của bạn. Vẽ nét trọng điểm dưới chính giữa của mắt ở đây, sau đó làm đều hai bên. Với loại trang điểm mắt này, bạn có thể dùng hàng ngày và dễ phối hợp, giống như phần lớn các chị em không phải dùng sức để tán phấn má lên mặt. Điều đó là sai lầm lớn. Hãy chọn một loại cọ nhỏ điểm phấn lên và tán lên trên để làm nhỏ xương gò má của bạn, không trùng màu, không làm thay đổi vị trí tam giác dưới mắt của bạn. Có thể làm một chút ở trán và cằm. Đối với những bạn gái lo ngại làm đội khi chọn son môi, hãy chọn màu sắc cấp độ bão hòa. Son môi có thể tán ra hơi xa một chút.
Kiểu tóc có thể làm sâu thêm một chút. Với kiểu tóc, chúng ta có thể làm một kiểu uốn. Cho dù là hình dạng khuôn mặt nào, đều phù hợp với tóc bằng chữ bát che trán. Uốn tóc lên ở phần trên đỉnh đầu của bạn. Hãy nhìn vào một phần 2 từ sau. Các hướng dẫn chi tiết có thể xem trong video trước của tôi.